sốc hay là choáng thì thuật ngữ sốc nó xuất phát từ nguyên bản tiếng Anh là shock, thấy chưa? Xuất phát điểm từ thuật ngữ nguyên bản tiếng Anh là shock mà mình phiên âm thành sốc, và tôi đang sử dụng một cái từ ngữ thuần Việt đó chính là choáng. Do đó về mặt thuật ngữ, về mặt gọi tên thì các anh chị có thể gọi với thuật ngữ là sốc phản vệ hay choáng phản vệ đều được. Cũng tương tự như vấn đề bệnh cảnh này ở phần đại học á, thì tôi cũng đã từng gặp gỡ các anh chị rồi, đó là tiếp cận để chẩn đoán và xử trí bệnh cảnh sốc hay là bệnh cảnh choáng, thì tôi cũng đã từng đề cập tới vấn đề thuật ngữ. Nói chung á, thì đối với chuyên khoa 1 thì không sao, nhưng đối với cao học và bác sĩ nội trú, bởi vì các anh chị còn có một cái phần nữa đó là luận văn tốt nghiệp đó, thì vấn đề trình bày trong luận văn tốt nghiệp á, thì nó có nhiều cách gọi nhưng mà cần phải thống nhất. Ví dụ sốc thì sẽ là sốc hết từ đầu đến cuối, choáng thì choáng hết từ đầu đến cuối đó. Còn đối với chuyên khoa 1 thì các anh chị sẽ kết thúc là thi lý thuyết và thi lâm sàng hay là thi tay nghề đó, và các anh chị chuyên khoa 1 các anh chị sẽ không cần phải làm luận văn tốt nghiệp. Xuyên suốt nội dung sốc phản vệ thì các anh chị sẽ nghe những cái khái niệm sau đây hay là những thuật ngữ sau đây, dị nguyên là những kháng nguyên gây dị ứng, được chưa? Kháng nguyên gây dị ứng, bản chất của kháng nguyên là kết hợp được với kháng thể, hay là đặc trưng chính của kháng nguyên đó chính là kết hợp được với kháng thể. Phản vệ, phản vệ là cái gì ạ? Phản vệ anaphylaxis là một cái thuật ngữ chung, được chưa? Một cái thuật ngữ chung, và cái mức độ nặng nề nhất của phản vệ đó chính là nội dung các chị học hôm nay, đó chính là sốc phản vệ. Có hình dung ra được chưa? Đó, phản vệ là một cái thuật ngữ chung để trị, để chỉ các cái tình trạng dị ứng hệ thống, được chưa? Có thể phản vệ sẽ gặp ở nhiều mức độ khác nhau, ví dụ nhẹ là ngứa ngáy nổi mề đay đỏ da chẳng hạn, và cái mức độ nặng nề nhất của phản vệ đó chính là sốc phản vệ, được chưa? Nói tóm lại, phản vệ anaphylaxis là phản ứng dị ứng hệ thống của cơ thể. Hệ thống là cái gì? Hệ thống là xảy ra ở toàn bộ các cái hệ cơ quan của cơ thể đó, và sốc phản vệ sẽ là mức độ phản vệ nặng nề nhất. Cũng tương tự thuật ngữ này á, đó là thuật ngữ rối loạn tri giác. Các chị sẽ nghe thuật ngữ rối loạn tri giác đó, thì rối loạn tri giác là một cái thuật ngữ chung chung, nó cũng chỉ các cái tình trạng tri giác từ không tỉnh cho đến mức độ nặng nề nhất của rối loạn tri giác, đó là hôn mê, hiểu chưa? Đó, mediator là hóa chất trung gian gây viêm, mediators là các hóa chất trung gian gây viêm. Ở đây tôi đang đề cập tới cho các anh chị một cái mediator có vai trò chính trong cơ chế bệnh sinh của sốc phản vệ, đó chính là histamine. Hai loại tế bào có vai trò trong cơ chế miễn dịch của sốc phản vệ đó chính là mastocyte, hay còn gọi là tế bào mast, hay còn gọi là dưỡng bào, basophil, hay còn được gọi là bạch cầu ưa kiềm hay là bạch cầu ưa basa, được chưa? Đó, đó là các cái thuật ngữ mà nó xuất hiện xuyên suốt trong nội dung của bài học hôm nay. Đầu tiên, một cái nghiên cứu nho nhỏ được thực hiện tại một số cơ sở y tế lớn ở phía Bắc để xem ai là cái người đầu tiên phát hiện ra sốc phản vệ. Một cái nghiên cứu nho nhỏ đầu bài, đối tượng này chính là thầy thuốc nè, là điều dưỡng. Anh chị này hộ lý hay là mấy ba mấy má này, theo các anh chị là ai, ai là cái người đầu tiên phát hiện ra sốc phản vệ, và cái kết quả thu được với những cái con số rất ấn tượng sau đây: tại Bạch Mai 97%, tại bệnh viện Hùng Vương là một cái bệnh viện tư ở Hà Nội 90%, bệnh viện quốc tế Hải Phòng 91%. Đối tượng nào các anh chị ạ? Câu trả lời sẽ là điều dưỡng các anh chị.
điều dưỡng. Đa phần tại Bạch Mai người ta thấy rằng 97,1% điều dưỡng là những người đầu tiên phát hiện ra các triệu chứng của sốc phản vệ. Và vì điều này các anh chị có suy nghĩ gì? Điều này các anh chị có suy nghĩ gì? Các anh chị vẫn còn nợ tôi một cái câu hỏi của bài trước, đó là anh chị vẫn còn nợ tôi một cái câu hỏi của bài trước đó nha, bài cấp cứu ngừng tuần hoàn, đó là nội dung gì tôi quên rồi ta. Anh chị vẫn còn một cái câu hỏi bỏ ngỏ, đó là cái phần cuối cùng tôi có đề cập hôm qua đấy, đó chính là với cái cách nói mà như tát nước vô mặt luôn, đó là cấp cứu ngừng tuần hoàn cho dù có sự hỗ trợ của các trang thiết bị thuốc men đầy đủ, chẩn đoán rất là khẩn trương nhưng tỷ lệ tử vong vẫn lên tới 80%. Rồi giờ chỉ 20% may mắn sống sót thôi, và một cái tỷ lệ không hề nhỏ trong 20% may mắn sống sót đó đấy là chịu một cái di chứng rất đáng sợ cho đến cuối đời luôn, đó là sống thực vật. Vậy thì từ những cái điều mà tôi nói như thế đó, các anh chị sẽ có suy nghĩ gì? Đó là một cái câu hỏi mà vẫn còn bỏ ngỏ hôm qua. Hôm qua thì toàn có hỏi ba câu hỏi, rồi sau đó tôi quên mất đi. Và hôm nay tôi sẽ lại hỏi tiếp các anh chị nữa, đó là từ những cái kết quả như thế này nè, nên anh chị sẽ có suy nghĩ như thế nào? Có suy nghĩ gì? Gợi ý là suy nghĩ gì trong hành động của mình? Gợi ý. Đây là cái hộp chống sốc theo cái thông tư hướng dẫn xử trí của Bộ Y tế về sốc phản vệ năm 99. Đây là thông tư cũ. Vậy thì mục tiêu của nội dung hôm nay tôi lồng ghép vào cái chuyện gì mà ở tựa đề ở đầu bài cái title có ghi là cập nhật điều trị 2018, thì ngoài những cái vấn đề kinh điển mà các anh chị phải nắm, đó là trình bày được những khái niệm và những cái tác nhân chủ yếu gây sốc phản vệ, rồi là các triệu chứng lâm sàng để chẩn đoán, rồi là xử trí cho được sốc phản vệ, và đồng thời nêu được các biện pháp dự phòng sốc phản vệ. Đó là các mục tiêu học tập chính. Nhưng mà cập nhật điều trị 2018 có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái vấn đề mới theo thông tư mới của Bộ Y tế ban hành năm 2017, tháng 12 năm 2017, Bộ Y tế đã ban hành một cái thông tư mới, đó là thông tư 51 về hướng dẫn dự phòng, chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ. Để giờ để thay thế cho thông tư cũ là thông tư 08 năm 99. Đó, vậy thì thông qua nội dung này, một cái nội dung rất kinh điển, tôi ta lồng ghép vào cho các anh chị luôn là những cái điểm mới của thông tư 51 so với thông tư 08 năm 99 của Bộ Y tế. Đó là một cái mắt xích, một cái mấu chốt khá là quan trọng trong cái buổi chiều hôm nay. Rồi những cái khái niệm và tác nhân chủ yếu của phản vệ là mục tiêu đầu tiên mà các anh chị sẽ được học là như thế nào? Khái niệm như thế nào đây ạ? Anaphylaxis, thuật ngữ phản vệ. Thuật ngữ này ra đời từ đầu thế kỷ 20 nha các anh chị. Manh nha là những cái thí nghiệm của hai tác giả Ricce và Boucher. Hai tác giả này thử nghiệm như thế này: tiêm một cái độc chất nào đó cho chó, sau một tuần thì mình tiêm một cái liều thứ hai, một cái lượng độc tố thấp hơn nhiều so với liều gây chết, thì một số con chó nó chết sau cái lần tiêm thứ hai. Đó, đây là những cái thí nghiệm manh nha để nhân loại đi sâu nghiên cứu vào cơ chế bệnh sinh của sốc phản vệ. Người ta vẫn không hiểu tại sao mà tiêm lần thứ hai thì chó chết, người ta vẫn không hiểu các anh chị ạ. Nhưng mà dần dần với sự phát triển của khoa học kỹ thuật rồi, người ta nghiên cứu tế bào ở cái cấp độ phân tử, rồi sự phát triển của chuyên ngành miễn dịch học nữa, để mà cơ chế bệnh sinh của phản vệ và sốc phản vệ cho đến hôm nay á, được giải thích một cách rất rõ ràng luôn. Vậy thì khái niệm của sốc phản vệ là như thế nào? Thì trước hết anh chị sẽ nắm cái khái niệm chung, đó là phản vệ trước cái đã. Anaphylaxis. Vậy thì phản vệ là cái gì? Tôi đã vừa trình bày cho các anh chị ở đầu bài là thuật ngữ phản vệ đó. Thì đây là phản ứng dị ứng, được chưa? Hệ thống. Đó. Có nghĩa là phản ứng dị ứng xảy ra trong tất cả các cơ thể, các cơ quan trong cơ thể luôn, và có những đặc điểm sau đây: xảy ra bất ngờ
Rồi giờ có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất là có thể xảy ra bất ngờ khi mà cơ thể tiếp xúc với dị nguyên, hay còn gọi là tác nhân gây dị ứng hay là kháng nguyên gây dị ứng. Và đặc điểm thứ hai cũng rất là nghiêm trọng, đó là có thể dẫn đến tử vong ngay lập tức luôn. Đó, đó là những khái niệm của phản vệ. Đây là khái niệm chung ha. Vậy thì sốc phản vệ là cái gì? Sốc phản vệ đó là phản vệ ở cái mức độ nặng nề nhất, hay là phản vệ có kèm theo tụt huyết áp. Đó chính là sốc phản vệ. Anaphylactic shock. Đó. Đó chính là phản vệ có kèm với tụt huyết áp. Và trong cái khái niệm của sốc phản vệ, các anh chị lưu ý cho tôi bốn đặc điểm trong khái niệm của sốc phản vệ. Trong tài liệu của các anh chị có đủ, trong tài liệu của các anh chị có đủ. Xin lỗi, đợi tôi một chút, tôi nghe điện thoại. Rồi. Em trai não không thuốc tự túc. Em trai não không thuốc tự túc. Rồi. Trong cái định nghĩa của sốc phản vệ, các anh chị lưu ý cho tôi bốn đặc điểm. Và những cái đặc điểm này hay là cái khái niệm này được trình bày rất là rõ ràng trong tài liệu của các anh chị. Đặc điểm thứ nhất đó là phản ứng dị ứng hệ thống. Rồi giờ nó giống hệt như là phản vệ, bởi vì nó là mức độ phản vệ nặng nề nhất cơ mà, nên đây là phản ứng dị ứng hệ thống. Thứ hai là đặc trưng bởi tình trạng suy tuần hoàn cấp, có nghĩa là tụt huyết áp đó. Thứ ba là có liên quan tới phản ứng miễn dịch, có nghĩa là khi sốc phản vệ xảy ra thì nó có cơ chế kích hoạt là có sự kết hợp giữa kháng nguyên, kháng nguyên ở đây đó chính là dị nguyên đó, hay là kháng nguyên gây dị ứng đó, và một cái kháng thể có tên gọi là IgE. Có nhiều loại kháng thể đúng không ạ? Ví dụ IgG rồi IgM, IgA, IgD, nhưng mà chỉ có IgE thôi mới là kháng thể có vai trò trong cơ chế bệnh sinh của sốc phản vệ, đó chính là phản ứng miễn dịch. Được chưa? Khi có phản ứng miễn dịch xảy ra, có nghĩa là kháng nguyên kết hợp với IgE là kháng thể, thì nó sẽ giải phóng quá mức các cái mediator, mà mediator mà tôi vừa nói với các anh chị lúc trước đó, đó chính là histamine. Có nhiều mediator khác chịu trách nhiệm trong cơ chế bệnh sinh của sốc phản vệ, nhưng trong giai đoạn đầu thì histamine là thủ phạm chính. Và đặc điểm cuối cùng, hay là đặc điểm thứ tư trong sốc phản vệ, đó chính là sốc phản vệ nó chỉ xảy ra trên một cái cơ thể đã nhạy cảm với tác nhân gây dị ứng trước đó rồi. Có nghĩa là giải thích theo một cách khác đó, thì cái ý này có thể hiểu là triệu chứng của sốc phản vệ sẽ xảy ra, hay là sốc phản vệ xảy ra khi mà cơ thể đã tiếp xúc với dị nguyên này rồi, và ít ra là tiếp xúc từ lần thứ hai trở đi. Đó, đó là bốn đặc điểm chính trong khái niệm của sốc phản vệ. Được chưa? Nhưng xin thưa với các anh chị rằng nhé, về mặt lý thuyết chúng ta còn phải nhận dạng thêm một hình thức mà triệu chứng, chẩn đoán, điều trị, các biện pháp dự phòng cũng giống hệt với sốc phản vệ luôn. Đó chính là sốc dạng phản vệ. Để cho tôi nhắc lại, có một cái khái niệm nữa mà các anh chị phải nhận dạng. Đây là về mặt lý thuyết, được chưa? Mà triệu chứng lâm sàng, mà chẩn đoán, mà xử trí, và tiên lượng dự phòng nó giống hệt như sốc phản vệ luôn, đó chính là sốc dạng phản vệ, hay còn gọi là sốc quá mẫn. Ở đây á có một cái điểm khác chính về mặt lý thuyết nhé, về mặt lý thuyết nhé, đó là không có qua đáp ứng miễn dịch, và thứ hai là giải phóng một cách trực tiếp các cái mediator luôn, đặc biệt là histamine gây nên các cái triệu chứng giống như phản vệ. Để giờ giải phóng một cách trực tiếp chứ không phải thông qua đáp ứng miễn dịch. Với cái đặc điểm thứ ba mà tôi vừa trình bày của các anh chị đó, trong khái niệm của sốc phản vệ, thì là khi kháng nguyên nó kết hợp với kháng thể thì nó mới giải phóng quá mức các cái mediator, trong đó
là histamine là phục, trong đó có histamine là thủ phạm chính. Để nhớ đây là một cái đặc điểm thứ ba trong bốn đặc điểm của khái niệm sốc phản vệ. Còn ở đây sốc dạng phản vệ thì không có thông qua phản ứng miễn dịch mà nó kích thích hai loại tế bào có thẩm quyền miễn dịch, ở đây đó là tế bào mast và basophil, phóng thích một cách trực tiếp histamine. Để giờ không hề thông qua phản ứng miễn dịch. Đó là về mặt lý thuyết chúng ta sẽ phân biệt rõ hai dạng sốc như thế. Nhưng mà cái dạng sốc thứ hai với các đặc điểm tương tự như thế thì về mặt lâm sàng, vì không thể nào mà chúng ta cân đo đong đếm được phản ứng miễn dịch nó có xảy ra hay không. Được chưa? Nên về mặt lâm sàng á, đặc biệt là các cái thầy thuốc điều trị, các cái thầy thuốc lâm sàng, chúng ta sẽ không bao giờ phân biệt được và chúng ta sẽ không bao giờ phân biệt luôn sốc phản vệ và sốc dạng phản vệ. Tôi nhắc lại, về mặt lý thuyết á, người ta sẽ phân định rõ ràng giữa hai dạng sốc và triệu chứng lâm sàng mà chẩn đoán mà xử trí mà tiên lượng dự phòng giống hệt nhau, đó là sốc phản vệ và sốc dạng phản vệ. Đó, về mặt lý thuyết phân định rõ ràng bởi vì nó liên quan tới cơ chế bệnh sinh của hai loại này. Một bên đó là có liên quan tới cơ chế miễn dịch, đó là sốc phản vệ. Một bên không có liên quan đến phản ứng miễn dịch, đó là sốc dạng phản vệ. Đó là về mặt lý thuyết. Nhưng về mặt lâm sàng á, thì không thể nào cân đo đong đếm được phản ứng miễn dịch nó có hay không, hiểu chưa? Vả lại các triệu chứng lâm sàng, vả lại chẩn đoán, vả lại xử trí, vả lại tiên lượng dự phòng là giống hệt nhau. Do đó các thầy thuốc lâm sàng chúng ta sẽ không phân định được và chúng ta sẽ không bao giờ phân định luôn cả sốc phản vệ với sốc dạng phản vệ. Đó thì có lẽ là gặp một tình huống chung chung như thế thì chúng ta chỉ có thể là chẩn đoán sốc phản vệ thôi. Nhưng mà mở ngoặc đơn nên nhớ nhé, về mặt lý thuyết còn có một cái dạng nữa, đó là sốc dạng phản vệ hay là sốc quá mẫn. Một số nét chính về dịch tễ học của bệnh cho các anh chị thấy, ở Việt Nam á, các con số cụ thể đưa ra thì không có hoặc là không có nhiều, có lẽ là không được chẩn đoán một cách đúng mực hoặc có lẽ là không được báo cáo. Được chưa? Đây là những cái con số thống kê tại các nước thôi. Ví dụ tại Mỹ có khoảng 500 đến 1.000 trường hợp phản vệ nói chung một năm. Cứ 5.000 bệnh nhân vào viện thì có một bệnh nhân bị phản vệ. Tỷ lệ là 21 phần 100.000 bệnh nhân điều trị nội trú. Người ta cũng thấy rằng là ở Mỹ có 100 đến 500 ca tử vong một năm vì phản vệ do penicillin. Ở một số quốc gia khác, ví dụ tại Pháp, thì thuốc mê dùng trong phẫu thuật là một cái tác nhân rất quan trọng gây nên phản vệ và tỷ lệ là 1 phần 4.600, ở Áo là 1 phần 5.000. Đó, các số liệu ở Việt Nam như tôi nói các anh chị đó không có nhiều và tôi không có một cái con số cụ thể nào để đưa ra cho các anh chị hết, nhưng có lẽ tần suất, có lẽ tỷ lệ hiện mắc, có lẽ tỷ lệ tử vong cũng không ít. Sau đây là những cái gọi là yếu tố nguy cơ của bệnh lý sốc phản vệ. Các anh chị chơi ngữ hình bắt chữ này. Đây là những cái yếu tố nguy cơ của sốc phản vệ mà có đến 9 yếu tố nguy cơ. Có đến 9 yếu tố nguy cơ chính. Thứ nhất, đó là tuổi tác. Được chưa? Hình ảnh này nói lên điều gì về các yếu tố nguy cơ vậy các anh chị? Và tại sao các anh chị Và tại sao các anh chị phải nắm được các yếu tố nguy cơ? Tại sao mà mình phải nắm các yếu tố nguy cơ? Ai trả lời được không? Tại sao chị nắm yếu tố nguy cơ rồi? Dạ, theo em thì mình nắm được yếu tố nguy cơ để mình cái dự phòng nó tốt hơn này. Đúng rồi, đúng rồi. Và các anh chị này tôi định nói ở cuối bài, nhưng qua cái câu trả lời của các anh chị và nó rất là hợp lý như thế thì tôi nói luôn là thông tư 51 về nguyên bản thái thô của thông tư này nó như thế nào. Đó là hướng dẫn dự phòng
chẩn đoán xử trí sốc phản vệ, thấy chưa? Có nghĩa là người ta nhấn mạnh đến vấn đề dự phòng á các anh chị à. Và là vì trong khái niệm của phản vệ nói chung, tôi đã cho các anh chị thấy hai đặc điểm đó, đó là nó xảy ra bất ngờ và có thể tử vong ngay lần đầu tiên luôn, thấy ghê chưa? Xảy ra bất ngờ không dự báo trước được, và thứ hai là nó tử vong, có thể tử vong ngay lập tức luôn đó. Do đó là vấn đề dự phòng á, đừng có để cho phản vệ nói chung hay là sốc phản vệ nói riêng xảy ra, thì công tác dự phòng rất quan trọng. Và cái title của thông tư 51 ra đời tháng 12 năm 2017 nhưng mà chính thức có hiệu lực đến tháng 2 năm 2018 lận, được chưa? Chính thức thông tư 51 có hiệu lực vào tháng 2 năm 2018 nên tôi mới ghi cho các anh chị là cập nhật điều trị năm 2018 là như vậy đấy. Thì cái yếu tố nguy cơ các anh chị phải nắm để mà các anh chị phải có những cái thái độ rất là đúng mực, đó là thái độ e dè sợ sệt dự phòng đó, đừng có để cho bệnh lý này xảy ra, bởi vì nếu không là rất là kinh khủng với các cái đặc điểm trong khái niệm mà tôi vừa trình bày cho các anh chị đó, rất là đáng sợ, được chưa? Có thể tử vong ngay lập tức luôn. Đó thì lúc đó là méo mặt với người nhà luôn, người nhà nó cầm 8 cây dao đứng ở ngoài cửa, tại sao chết, vừa chích xong chết queo đó, 8 cây dao kìa, 8 cây dao tới ngoài. Yếu tố nguy cơ thứ nhất đó là gì? Tuổi tác. Tuổi tác là yếu tố nguy cơ ở đây, có nghĩa rằng là tuổi quá bé, quá nhỏ tuổi hoặc là quá già đi, được chưa, là yếu tố nguy cơ. Hai cái đối tượng là nhỏ tuổi và tuổi quá lớn tuổi đi thì phải hết sức là cẩn thận, hết sức là thận trọng. Đây là yếu tố nguy cơ thứ nhất của sốc phản vệ. Thứ hai, giới tính. Giới tính như thế nào? Nam nữ, nam bị nhiều hơn hả hay là nữ là bị phản vệ nhiều hơn? Ở đây giới tính người ta không nói như thế, mà ở đây dịch từ các tài liệu nước ngoài thì các anh chị sẽ thấy là sách Mỹ sẽ nói như thế này. Đối với nam giới á thì nhạy cảm với một số dị nguyên nhất định, thường thấy là độc tố của côn trùng bò sát đó, ví dụ nọc rắn độc nè, nọc ong nè, kiến nè, vân vân, các loại côn trùng bò sát, thì thấy là nam giới lại nhạy cảm hơn. Còn đối với phụ nữ á, thì phụ nữ lại nhạy cảm với những cái tác nhân như là cao su thiên nhiên, cao su hoặc là cao su tổng hợp chẳng hạn. Mở ngoặc đơn sách Mỹ nói nha. Đó, có nghĩa là giới tính thì với nam giới và với phụ nữ thì mỗi giới sẽ có một số tác nhân nhạy cảm đặc biệt nhất định mà chúng ta phải lưu ý. Yếu tố nguy cơ thứ ba tôi đang đề cập cho các anh chị đó là đời sống kinh tế hay là mức sống, thì đối tượng này nó đặc biệt, hoàn toàn trái ngược với các bệnh cảnh, ví dụ COPD. Nếu so với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì mức sống thấp, nghèo khổ, đó là yếu tố nguy cơ. Nhưng ngược lại, ở bệnh cảnh phản vệ nói chung và sốc phản vệ nói riêng thì các cái đối tượng có mức sống cao nhé, quen sống trong nhung lụa, được chiều chuộng là yếu tố nguy cơ của phản vệ. Yếu tố nguy cơ thứ tư, các anh chị có thể đoán được, đó là cơ địa dị ứng, được chưa? Ở những cái đối tượng có cơ địa dị ứng là những cái nguy cơ mà các anh chị rất là e dè, phải có trạng thái tâm lý là đề phòng, được chưa? Đó, trong vấn đề điều trị ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến phản vệ và sốc phản vệ có liên quan tới vấn đề điều trị của mình đó. Còn đứng ngoài cuộc sống ở giữa chợ đời thì hơi khó, bởi vì người ta có thể ăn phải thức ăn lạ gây dị ứng, người ta có thể hít phải những cái dị nguyên trong không khí gây dị ứng, vân vân. Thì cái đó làm sao mà chúng ta quan tâm hết được, được chưa? Mà nội dung này chủ yếu là trang bị cho các anh chị các kiến thức có liên quan tới phản vệ, sốc phản vệ, mà có liên quan tới những cái việc là sử dụng thuốc men can thiệp này nọ trên bệnh nhân và ở tại bệnh viện là chủ yếu. Được chưa? Yếu tố nguy cơ thứ tư đó chính là cơ địa dị ứng. Các cái đối tượng có cơ địa dị ứng với phấn hoa này, với hóa chất, với khói thuốc lá, vân vân, trong môi trường với thức ăn nữa, thì được xem là yếu tố nguy cơ của bệnh lý này. Thứ năm, theo anh chị đây là gì? Thứ năm, đây là, có ai trả lời không?
sẽ là gì ạ? Đây là trạng thái tâm lý. Yếu tố nguy cơ này nói rằng những cái đối tượng bệnh nhân có trạng thái tâm lý mà ở cái loại, ở cái dạng là thường xuyên lo nghĩ, lo âu, lo lắng, đa sầu đa cảm, thì đó là các cái yếu tố nguy cơ. Đó là yếu tố tâm lý chứ. Thứ sao? Người ta thấy rằng dị nguyên mà xâm nhập qua đường tiêu hóa thì ít gây phản vệ hơn là những đường khác. Tôi nhắc lại yếu tố nguy cơ thứ sáu này. Dị nguyên mà xâm nhập qua đường tiêu hóa nha, thì ít gây phản vệ hơn là những đường khác. Ở đây đó là đang liên tưởng tới những vấn đề điều trị của một thầy thuốc nội khoa, thì anh chị sẽ thấy rằng điều này sẽ là gì? Dễ quá mà. Điều này sẽ là thuốc uống thì ít gây phản vệ hơn là thuốc chích hoặc thuốc truyền. Đó, liên tưởng tới vấn đề điều trị của mình. Được chưa? Nhưng mà nguyên bản thuật ngữ này, xin lỗi, nguyên bản yếu tố nguy cơ này đó là dị nguyên xâm nhập qua đường tiêu hóa thì ít gây phản vệ hơn là những đường khác. Đó là câu chuẩn nhất nha. Còn vấn đề mà tôi nói á, là chỉ là suy ra thôi. Yếu tố nguy cơ thứ bảy đó là gì ạ? Nó có liên quan tới test lẫy da, quick test mà thế giới đã không làm nữa. Và quick test hay là test lẫy da, và quick test hay là test lẫy da thì vẫn còn thực hiện ở Việt Nam, được chưa? Gọi là thử test thuốc, đặc biệt là kháng sinh, hoặc là sử dụng kháng huyết thanh khác loại, người ta thường là thử test trước. Sao? Hình ảnh này nói về yếu tố nguy cơ nhé, đó là gì? Đó là liều lượng của dị nguyên không biết trước được, dù là liều rất nhỏ. Đó, nói như thế để cho anh chị thấy rằng là test lẫy da với một cái liều lượng nhỏ kháng nguyên như thế vẫn có thể gây nên phản vệ hoặc sốc phản vệ. Mở ngoặc đêm thế giới người ta đã không làm nữa. Đó, thấy chưa? Nhưng mà mình vẫn đang làm, thấy chưa? Mình vẫn đang làm. Đó, đây là yếu tố nguy cơ thứ 8. Yếu tố nguy cơ thứ 8 này là gì ạ? Đó chính là liên quan tới việc sử dụng thuốc men của anh chị. Người ta nói rằng liệu pháp mà sử dụng thuốc ngắt quãng chỉ làm nhiều lần á là yếu tố nguy cơ của sốc phản vệ. Được chưa? Nói như thế không có nghĩa rằng là thôi uống một lần thôi, không uống nhiều lần được. Và các anh chị vẫn phải tuân thủ BKBD của thuốc. Được chưa? Những thuốc mà có thời gian tác dụng dài chỉ dùng một lần thôi thì buộc phải dùng một lần thôi. Nhưng mà những thuốc mà buộc phải dùng nhiều lần, được chưa? Ví dụ các kháng sinh phụ thuộc nồng độ thì phải chia ra làm nhiều lần, ví dụ 2 lần, ví dụ 3 lần, 4 lần, đó, thậm chí 5, 6 lần nữa, vân vân, được chưa? Nên ở chỗ này phụ thuộc vào BKBD của thuốc, có nghĩa rằng là loại nào mà dùng một lần thì dùng một lần, loại nào dùng nhiều lần thì phải dùng nhiều lần. Mặc dù chúng ta vẫn biết rằng là liệu pháp sử dụng thuốc ngắt quãng chia làm nhiều lần là yếu tố nguy cơ. Đó, và đây là yếu tố nguy cơ cuối cùng, yếu tố nguy cơ thứ 9. Các anh chị sẽ thấy rằng á, là thời gian mà tiếp xúc với dị nguyên càng gần là yếu tố nguy cơ của phản vệ. Tôi nhắc lại yếu tố nguy cơ cuối cùng, đó chính là thời gian tiếp xúc với dị nguyên càng gần là yếu tố nguy cơ. Tôi ví dụ nè, anh chị có hiểu không? Ví dụ nè, một bệnh nhân đang uống cefixim đi, cách đây tháng, bây giờ bị viêm họng uống lại cefixim, so với một bệnh nhân đã uống cefixim 6 tháng thậm chí hơn nữa, bây giờ uống lại cefixim, thì cái người mà cách đây tháng bây giờ uống lại, nguy cơ phản vệ sẽ là cao hơn là cái người mà 6 tháng rồi mà bây giờ mới uống lại. Hiểu chưa? Yếu tố nguy cơ thứ 9 nói rằng là thời gian nguyên càng gần là nguy cơ của phản vệ. Đó, tôi vừa trình bày cho các anh chị các yếu tố nguy cơ của sốc phản vệ, và đây là những yếu tố không phải là yếu tố nguy cơ. Thứ nhất, chủng tộc. Chủng tộc nào cũng có thể bị phản vệ như nhau cả. Nghề nghiệp, nó cũng không phải là yếu tố nguy cơ. Nghề nghiệp nào cũng có thể bị như nhau cả. Và đây là khu vực địa lý sinh sống, nó không phải là yếu tố nguy cơ. Cho dù các anh chị sống ở miền núi, ở đồng bằng hay là ở vùng biển,
đó, thì chỗ nào cũng bị phản vệ như nhau cả, chứ không phải là ở vùng biển thì người ta ăn hải sản nhiều người ta sẽ bị phản vệ nhiều hơn, không phải, được chưa? Thứ ba là khu vực địa lý sinh sống không phải là yếu tố nguy cơ. Rồi mục tiêu thứ nhất, các anh chị còn một phần nhỏ nữa, đó là dị nguyên, bao gồm hai loại. Dị nguyên bao gồm hai loại, đó là dị nguyên đầy đủ và thứ hai là dị nguyên không đầy đủ. Tôi đi vào thứ nhất, một thứ nhất đó là dị nguyên đầy đủ. Đây là những cái kháng nguyên nhé, gây dị ứng, có bản chất là protein trọng lượng phân tử cao. Đó có hai đặc điểm chính của dị nguyên đầy đủ là protein và có trọng lượng phân tử cao. Ví dụ nè, thực phẩm, thịt, sữa, trứng, bột mì, đậu nành, đậu phộng, vân vân. Đó là hormone, hormone này á, là hormone điều trị á, được chưa? Ví dụ insulin. Xin thưa với các chị rằng á, thì nếu so với trước đây á, hiện tại chúng ta đang sử dụng các insulin được sản xuất một cách tinh khiết hơn, đặc biệt là các cái loại insulin analog hay gọi là chất tương tự insulin được sản xuất với các cái trật tự acetamin nó gần giống như là acetamin của người, được, gần giống như là acetamin trong phân tử insulin người, hơn là trước đây á, người ta phải sử dụng insulin bò hoặc là insulin lợn làm tinh khiết lại á. Đó thì lúc đó thì nguy cơ phản vệ nhiều hơn đó. Còn bây giờ thì insulin nó tinh khiết như thế, gần giống như là cấu trúc insulin người luôn, nên là anh chị sẽ thấy là cái chuyện phản vệ và sốc phản vệ do insulin đó gần như là không thấy nữa, bây giờ gần như là không thấy nữa. Rồi là progesterone, rồi là oxytocin, vân vân, đó chính là các hormone mà các anh chị có thể sử dụng trong điều trị. Là enzyme, cũng là các cái enzyme của tuyến ngoại tiết, bài tiết và có thể sử dụng trong điều trị đó. Ví dụ các enzyme kháng viêm, chymotrypsin, rồi lysozyme, rồi hyaluronidase, rồi streptokinase là thuốc tiêu sợi huyết. Rồi là các cái độc tố của côn trùng bò sát như là rắn độc, rồi ong đốt, sâu bọ đốt, kiến lửa đốt, vân vân. Được chưa? Đó là dị nguyên đầy đủ. Chưa hết nữa, dị nguyên đầy đủ còn là máu và các chế phẩm từ máu. Ví dụ kháng huyết thanh các loại như là SAT, kháng thanh kháng uốn ván đó, rồi kháng thanh giải độc nọc các loại rắn độc, ví dụ kháng thanh giải độc nọc rắn lục tre, rồi kháng thanh giải độc nọc rắn hổ đất, vân vân. Chưa hết nữa, các chiết xuất dị nguyên dùng để thử test hoặc giải mẫn cảm, được chưa? Ví dụ các anh chị đưa con tới bệnh viện da liễu bởi vì cháu nó bị dị ứng, bệnh viện da liễu sẽ cho 50 test, được chưa, để xem là dị ứng cái gì. Đó bao gồm là protein của thịt bò, của trứng gà, của nước Coca-Cola, của sữa đậu nành, vân vân, ví dụ vậy. Có đến 50 60 loại gọi là chiết xuất dị nguyên đó để thử test. Rồi các cái loại khác như là dextran, như là gelatin, như là heparin. Đó thì dextran, gelatin, hydroxyethyl amidon tức là dung dịch thép, đó là dung dịch cao phân tử. Để giờ heparin là chất chống đông máu. Đó thấy chưa? Đó là các dị nguyên đầy đủ đó. Bản chất là protein và có trọng lượng phân tử lớn. Để phân biệt với một cái loại dị nguyên thứ hai, người ta gọi là dị nguyên không đầy đủ, còn được dùng với một thuật ngữ khác là hapten. Hapten nó có ba đặc tính chính mà hoàn toàn trái ngược với dị nguyên đầy đủ. Thứ nhất, không phải là protein, được chưa? Còn bên kia là protein. Thứ hai, trọng lượng phân tử thấp, còn bên kia là cao. Và thứ ba, nó chỉ có đặc tính kháng nguyên khi nó kết hợp với albumin huyết tương. Đây là một cái đặc tính rất khác biệt của hapten. Thì hapten chủ yếu ở đây tôi đề cập cho các anh chị, đó chính là thuốc men mà chúng ta sử dụng. Hàng đầu vẫn sẽ là kháng sinh với đầy đủ các nhóm luôn, đặc biệt là beta-lactam, trong đó có penicillin. Rồi aspirin nói riêng và các NSAID nói chung, thuốc mê tĩnh mạch, thuốc tê, thuốc giãn cơ, thuốc cản quang, vaccine. Đó, đó là mục tiêu thứ nhất. Nhưng mục tiêu thứ nhất còn chưa hết nữa. Ngoài những khái niệm về phản vệ, về sốc phản vệ, rồi khái niệm dị nguyên đầy đủ, khái niệm dị nguyên không đầy đủ, và thứ ba là cơ chế của sốc phản vệ. Mục tiêu thứ nhất các anh chị chưa hết nha, cơ chế của sốc phản vệ. Thì ở đây á, như tôi đã nói ngay từ ban đầu rồi, cơ chế để giải thích cho các triệu chứng của sốc phản vệ đó chính là cơ chế miễn dịch, có nghĩa là có sự kết hợp giữa kháng nguyên
và IgE, được chưa? Nhưng mà trên một cái cơ thể đã nhạy cảm với cái dị nguyên này rồi, tức có nghĩa là đã từng tiếp xúc với dị nguyên này rồi, và chúng ta cần là tiếp xúc ít ra từ lần thứ hai trở đi. Để giờ ở đây nó có liên quan tới sự biệt hóa của tế bào B thành tương bào để sản xuất ra kháng thể IgE. Ở đây là cái tế bào B có mang trí nhớ miễn dịch. Đây là cái sơ đồ chung hóa tế bào B thành tương bào để sản xuất kháng thể. Đó thì có lẽ là lần đầu tiên á, thì cái lượng IgE mà lympho B biệt hóa thành tương bào sản xuất ra nó không đủ các anh chị ạ, à. Có lẽ là như thế. Mà phải là từ lần thứ hai trở đi á, thì khi mà tế bào B mang trí nhớ miễn dịch nó nhiều, nó đã có nhiều rồi và nó sẽ sẵn sàng biệt hóa thành tương bào để sản xuất ra một cái lượng kháng thể IgE nhiều hơn nữa khi mà cơ thể tiếp xúc từ lần thứ hai trở đi, thì lúc đó các cái biểu hiện hay là các triệu chứng của sốc phản vệ nó mới xảy ra. Đó chính là cơ chế miễn dịch để giải thích cho cơ chế bệnh sinh của sốc phản vệ. Được chưa? Cụ thể ở đây á, là IgE khi mà nó phát hiện có dị nguyên xâm nhập thì lập tức IgE sẽ kết hợp với dị nguyên, và phức hợp IgE và dị nguyên nó sẽ gắn trên bề mặt hai loại tế bào có thẩm quyền miễn dịch ở đây. Được chưa? Chỉ hai loại tế bào thôi ở đây á, ở đây là ở sốc phản vệ á. Được chưa? Đó chính là basophil và mastocyte, và phức hợp IgE dị nguyên nó sẽ kích hoạt basophil và mastocyte phóng thích ra hàng loạt các mediator, trong đó nổi bật nhất là histamine chiếm một lượng lớn. Bây giờ chính histamine là thủ phạm nó gây nên hàng loạt các cái triệu chứng, mà đặc biệt khi nó gắn với thụ thể H1 tại tế bào cơ trơn của thành mạch, nó sẽ gây giãn mạch và tăng tính thấm thành mạch, dẫn đến tụt huyết áp và chúng ta sẽ có sốc phản vệ. Nó hoàn toàn trái ngược với sốc dạng phản vệ. Có nghĩa là sao? Hoàn toàn khác. Có nghĩa là khi vào cơ thể thì dị nguyên nó không có kết hợp với IgE nữa, mà dị nguyên này nó sẽ gắn thẳng trên bề mặt mastocyte và basophil để kích thích trực tiếp tế bào này phóng thích ra các mediator. Đó là cơ chế không qua đáp ứng miễn dịch. Được chưa? Nhưng mà tôi nhắc lại về mặt lâm sàng á, người ta sẽ không phân biệt nha. Bởi vì không thể đong đo cân đếm được phản ứng miễn dịch có hay không có. Vả lại chẩn đoán và xử trí giống hệt. Được chưa? Nên về mặt lâm sàng là không phân biệt sốc dạng phản vệ và sốc phản vệ, mặc dù về mặt lý thuyết phân định rõ ràng hai tình huống này. Và xin thưa với các anh chị rằng nữa là như tôi đã nói á, ngoài histamine là thủ phạm chính, nó còn có hàng loạt các cái mediator khác nữa tham gia vào cơ chế bệnh sinh của sốc phản vệ. Thì xin thưa với các anh chị rằng đây, đó, sốc phản vệ nó sẽ có hai pha. Pha đầu thì pha đầu các cái biểu hiện lâm sàng xảy ra đầu tiên khi mà bệnh cảnh này xảy ra thì chủ yếu vai trò thuộc về histamine là chính. Được chưa? Giờ đây là bên tay trái nè, thấy chưa? Histamine là chính. Còn nếu ở pha muộn có thể xảy ra sau 24 giờ, thậm chí là có thể xảy ra sau 36 đến 40 giờ luôn đó, thì các cái biểu hiện của sốc phản vệ nó có thể tái diễn. Nhưng mà các cái biểu hiện của sốc phản vệ tái diễn này lại liên quan tới vai trò của các cái chất khác gây nên các triệu chứng. Các chất khác gây nên các triệu chứng này đó chính là các mediator, nhưng nó không phải là histamine, mà các cái mediator có vai trò trong pha muộn khi triệu chứng tái diễn, đó chính là chủ yếu là sản phẩm chuyển hóa của axit arachidonic nhìn bên tay phải. Các sản phẩm chuyển hóa này cũng là những cái mediator có hoạt tính giãn mạch mạnh, ví dụ prostaglandin D2, E2, leukotriene B4, C4, D4. Được chưa? Đây là các cái mediator chịu trách nhiệm chính trong pha muộn của sốc phản vệ. Thì đây là một cái sơ đồ để cho anh chị thấy là hàng loạt các cái hóa chất trung gian viêm có thể gây nên các cái biểu hiện trong phản vệ và sốc phản vệ. Được chưa? Ngoài histamine còn có serotonin, bradykinin, prostaglandin, leukotriene. Prostaglandin, leukotriene là sản phẩm chuyển hóa của axit arachidonic, là một cái thành phần trong cái lớp màng lipid kép của tế bào. Rồi các cái chất khác nữa, ví dụ là yếu tố hoạt động bạch cầu, rồi yếu tố hoạt hóa tiểu cầu, các protein, nói chung các cytokine, vân vân. Đó. Histamine đây.
tác dụng hàng loạt các anh chị thấy, và đáng sợ nhất đó chính là giãn mạch mạnh đồng thời gây tăng tính thấm thành mạch nữa, để giải thích triệu chứng tụt huyết áp của sốc phản vệ đó. Thấy chưa, đây là sơ đồ cho thấy các cái tác dụng của mediator. Tôi đi vào mục tiêu thứ hai, đó là triệu chứng lâm sàng để chẩn đoán. Thì các anh chị thấy nè, đặc điểm của triệu chứng trong sốc phản vệ nó ghê gớm ở cái chỗ nè, đặc điểm của triệu chứng sốc phản vệ nó ghê gớm ở cái chỗ đó là giống như phản vệ là xảy ra đột ngột, không dự báo trước được. Được chưa? Rồi có thể nguy kịch ngay từ ban đầu, hay là có thể tử vong ngay từ ban đầu luôn. Được chưa? Đó là đặc điểm của phản vệ, nhưng sốc phản vệ nó cũng có đặc điểm này. Và đặc biệt một cái điểm thứ ba nữa trong đặc điểm của triệu chứng sốc phản vệ, đó chính là có khả năng hồi phục hoàn toàn luôn nếu anh chị phát hiện sớm và điều trị đúng đắn. Để giờ đây là ba đặc điểm của các triệu chứng sốc phản vệ. Còn triệu chứng cụ thể thì như thế nào? Đây, đây là các triệu chứng cụ thể. Khi histamine nó gắn trên các thụ thể tiếp nhận nó tại các mô đích, thụ thể tiếp nhận nó tại mô đích đó là thụ thể H1, thì các triệu chứng sẽ xảy ra. Và là vì thụ thể H1 có ở hầu hết, mạch máu, thành khí phế quản, da và niêm mạc, vân vân, được chưa? Thì triệu chứng nó sẽ xảy ra tất cả các hệ cơ quan trong cơ thể luôn. Đó. Thì triệu chứng như thế nào đây? Triệu chứng được mô tả như sau. Và các cái nhóm triệu chứng được mô tả này á, người ta cũng sẽ xếp mức độ luôn trong chẩn đoán sốc phản vệ. Tôi nhắc lại, triệu chứng sẽ có đa dạng ở tất cả các hệ cơ quan khi mà histamine gắn với thụ thể H1 của nó tại mô đích. Và thông qua sự xuất hiện các cái triệu chứng này, người ta xếp loại luôn mức độ của sốc phản vệ luôn. Và đây là một cái điểm khác thứ nhất của sốc phản vệ theo thông tư 51/2017 so với thông tư 08/599. Đây là điểm khác thứ nhất. Đó, nếu mà thông tư 08/599 đó chỉ có chia thành 3 mức độ thôi, đó là mức độ nhẹ, mức độ vừa và mức độ nặng. Thì đối với thông tư 51/2017 thì người ta sẽ chia các mức độ sau đây, cụ thể là có 4 mức độ đó. Đó là mức độ nhẹ. Được chưa? Với những cái biểu hiện lâm sàng không đặc hiệu như là mệt mỏi, rồi cảm giác chuyện sau sương ức, ù tai, buồn nôn, nhịp tim nhanh. Đặc biệt là triệu chứng da và niêm mạc rất là phổ biến, chiếm đến 80% trong các cái triệu chứng của mức độ nhẹ. Đó, sự phổ biến như thế đó. Triệu chứng da niêm mạc như thế nào ạ? Đỏ da, được chưa? Ngứa ngáy, rồi nổi mề đay nữa. Đó là các cái biểu hiện da và niêm mạc rất phổ biến, chiếm đến 80% các cái triệu chứng xuất hiện mức độ nhẹ. Đó. Lúc này huyết áp không có thay đổi gì đâu ha, ở mức độ nhẹ. Mức độ thứ hai của 4 mức độ trong thông tư 51 đó là mức độ không nhẹ nữa. Mức độ này đó chính là mức độ nặng. Khi có từ hai biểu hiện của nhiều cơ quan, ví dụ da nè, ví dụ hô hấp này, ví dụ tiêu hóa này. Đó. Huyết áp chưa tụt hoặc tăng nữa kìa. Rồi nhịp tim nhanh hoặc xuất hiện loạn nhịp tim, ví dụ hoại tâm thu thất chẳng hạn. Đó, mức độ thứ ba đó là mức độ nặng hơn cái mức độ nặng này, được gọi là mức độ nguy kịch hay là mức độ rất nặng, biểu hiện ở nhiều cơ quan với mức độ nặng hơn. Ví dụ ở hô hấp có tiếng rít thanh quản, phù nề thanh quản, rồi thở nhanh, khò khè, tím tái hoặc rối loạn nhịp thở, rồi rối loạn tri giác, kích thích vật vã, rối loạn cơ vòng, đặc biệt mạch nhanh nhỏ, tụ huyết áp, đó là mức độ nguy kịch hay là mức độ rất nặng. Và cuối cùng ngừng tuần hoàn, đây là cái mức độ rất khủng khiếp, biểu hiện ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp. Đó, thì điểm khác thứ nhất này đó là các cái vấn đề phân chia mức độ dựa trên triệu chứng lâm sàng của thông tư 51 so với thông tư 08/599. Tại sao mà phân độ như vậy? Tại sao vậy? Tại sao mà các anh chị phân độ như vậy? Có ai trả lời được tại sao không? Tại sao phân mức độ như thế? Rồi để đó.
Như vậy thì tôi vừa trình bày cho các anh chị là các biểu hiện lâm sàng nha. Các biểu hiện lâm sàng. Và cũng giống như bệnh cảnh hôm qua, một cái cấp cứu rất kinh điển là cấp cứu ngừng tuần hoàn. Thì điểm giống này đó chính là chẩn đoán hoàn toàn dựa vào lâm sàng là chính. Nhắc lại cũng giống như thảm họa hôm qua đó là cấp cứu ngừng tuần hoàn, thì thảm họa hôm nay đó chính là chẩn đoán cũng dựa vào lâm sàng là chính. Về và về vấn đề lý thuyết, tôi buộc phải trình bày cận lâm sàng cho các anh chị thấy, nhưng chúng ta sẽ không dựa vào cận lâm sàng để chẩn đoán, bao gồm định lượng histamine huyết tương thì rõ ràng trong giai đoạn cấp các anh chị sẽ thấy tăng huyết tương tăng, các anh chị định lượng các catecholamine nội sinh huyết tương tăng rồi, giờ các chị định lượng các triptase rồi cũng thấy tăng luôn. Nhưng mà rõ ràng là vấn đề chẩn đoán thì không thể nào mà chờ kết quả lấy máu để cho thấy là có sự gia tăng các cái mediator này được, được chưa? Và đặc biệt là xét nghiệm nước tiểu sau một tháng rưỡi thì các anh chị sẽ thấy là trong nước tiểu của bệnh nhân sốc phản vệ phát hiện ra dạng chuyển hóa của histamine, đó chính là CH3 histamine hay là metin histamine. Đó, thì sau một tháng rưỡi anh chị định lượng nước tiểu để tìm metin histamine, thấy có hiện diện chất này trong nước tiểu. Điều này nó giúp cho các anh chị chẩn đoán hồi cứu thì chủ yếu là phục vụ cho nghiên cứu là chính, chứ vấn đề chẩn đoán lâm sàng chúng ta không dựa vào cận lâm sàng để chẩn đoán. Tôi đi vào mục tiêu thứ ba, đó là vấn đề xử trí. Là vì giãn mạch tăng tính thấm thành mạch dẫn đến thiếu khối lượng tuần hoàn, do đó thì cơ sở của việc xử trí cấp cứu sốc phản vệ sẽ được tóm tắt bằng công thức sau đây: sốc phản vệ bằng adrenaline cộng oxy cộng dịch truyền. Rồi giờ đây là công thức bắt buộc các anh chị sẽ phải nhớ trong vấn đề chẩn đoán và là xử trí sốc phản vệ: adrenaline, oxy và dịch truyền. Rồi giờ cụ thể các anh chị sẽ đặt bệnh nhân nằm yên tại chỗ, thở oxy như thế nào? Thông thường là thở oxy qua gọng kính, còn gọi là thở oxy qua xông mũi đó. Hoặc là nếu tụt oxy nặng nề có thể thở oxy qua mask có túi dự trữ, hoặc là các cái tình huống thông khí nhân tạo cao cấp hơn. Điều này tôi sẽ trình bày cho các anh chị trong nội dung sắp tới, đó là phù phổi cấp. Đó thì ở đây nói chung chung là vấn đề sử dụng oxy cho bệnh nhân. Thứ nhất. Thứ hai, dịch truyền. Dịch truyền tôi sẽ nói tiếp tục sau. Ở đây tôi sẽ nói vấn đề thứ ba, đó chính là adrenaline là vấn đề chính ở đây trong xử trí sốc phản vệ. Adrenaline được trình bày ở dạng ống 1 ml, 1 mg. Thì điểm khác thứ hai của thông tư 51/2017 so với thông tư 08/99 đó chính là tiêm bắp, được chưa? Đây là điểm khác biệt thứ hai, adrenaline được sử dụng ở đường tiêm bắp. Đó. Thì tiêm bắp như thế nào? Tiêm bắp như thế nào đây ạ? À? Người ta sẽ chia ra các cái mức độ tuổi tác hoặc là cân nặng với người lớn và trẻ lớn, đi từ dưới lên nè, đi từ dưới lên với người lớn và trẻ lớn thì tương đương với chích bắp nửa ống đến một ống cho một lần tiêm. Đối với trẻ khoảng 20 kg thì là 1/3 ống, tương đương 0,3 ml. Đối với trẻ 10 kg khoảng 1/4 ống. Đối với trẻ dưới 10 kg thì khoảng 1/5 ống. Đó, hoặc là 0,2 ml. Đây là những cái hướng dẫn khá là quan trọng của thông tư 51/2017. Vậy thì anh chị có nhớ được không? Anh chị có nhớ được hay không ạ? À? Có lẽ tôi nghĩ rằng lúc đó là nó nhỏ, là lúc đó là đá trong bùn hết trơn rồi, không thể nhớ nổi nữa. Thì rõ ràng là có cái gì ạ? À? Có phác đồ điều trị trên chiếc xe tiêm thuốc á, được chưa? Bắt buộc sẽ phải có phác đồ điều trị trên chiếc xe tiêm thuốc á. Hay là trong cái hộp chống sốc á, sẽ in một cái phác đồ điều trị cho các anh chị. Đó, thấy chưa? Còn nếu không nhớ cái giống gì hết á, hoặc là cái tờ phác đồ điều trị nó mất tiêu rồi, rách đâu mất rồi á, thì có thể sử dụng như sau: adrenaline liều 0,01 mg cho ký cân nặng tiêm bắp cả trẻ em lẫn người lớn. Có một cách nữa nhưng mà nó dài dòng mất thời gian và khuyến cáo là thôi không làm cách này. Liều là 0,1 ml dung dịch pha này trên 1 kg cân nặng tiêm bắp. Chú ý không quá 0,3 ml ở trẻ em. Đó là cách sử dụng thứ hai. Để giờ cho tình huống là không có nhớ cái giống gì hết.
Hôm qua tôi có giới thiệu cho các anh chị ở cái phần cấp cứu ngừng tuần hoàn đó, adrenaline ngoài cái đường tim tĩnh mạch thì có thể là truyền tĩnh mạch liên tục, rồi bơm qua nội khí quản pha loãng, rồi tim qua màng nhãn giác. Đó, đó là cái cách dùng nữa. Bởi vì trong tình huống mà không lấy được đường truyền đó, thì vấn đề nó sẽ hơi khó đó. Cái tim bắp, tim bắp, tim bắp, tim bắp, tim bắp, tim bắp. Được chưa? Nhưng mà vấn đề đường truyền ở đây á, là để phục vụ cho việc truyền dịch nha các anh chị nhé. Tôi nhắc lại, rồi ở cái phần sau tôi cũng sẽ trình bày cho các anh chị là sử dụng adrenaline đường tĩnh mạch hay là truyền tĩnh mạch có được hay không. Thì câu trả lời sẽ là được chứ không phải là không được. Nhưng nếu các anh chị thứ nhất không phải là những nhà cấp cứu và hồi sức cấp cứu chuyên nghiệp, thứ hai nếu khoa phòng, điều kiện khoa phòng, điều kiện cơ sở y tế hiện tại của mình không đủ thuốc men, trang thiết bị y tế để hỗ trợ cho việc cấp cứu, và thứ ba là năng lực của thầy thuốc nữa, nếu mà không có hoặc không có kinh nghiệm thì xin vui lòng không sử dụng adrenaline cho đường tĩnh mạch hoặc truyền tĩnh mạch liên tục. Vấn đề truyền dịch ở bệnh nhân thì sẽ là nếu so với sốc nhiễm trùng á, liều bolus dịch ban đầu á, là 30 lít cho 1 kg cân nặng, thì đối với các cái dạng sốc chung chung trong đó có sốc phản vệ thì cái liều dịch bolus có nghĩa là chảy nhanh á, là 20 ml trung bình cho 1 kg cân nặng. Được chưa? Dịch tinh thể đó, rồi nằm đầu thấp, rồi ủ ấm, rồi đói rét, nằm nghiêng nếu có nôn mửa đó. Như vậy là tôi vừa trình bày cho các anh chị cái công thức cơ bản trong xử trí sốc phản vệ, đó chính là adrenaline, rồi oxy và dịch truyền. Tiếp theo đó tùy nhé, tùy vào cái bệnh nhân của mình đó có triệu chứng như thế nào thì chúng ta sẽ xử trí tiếp tục. Ví dụ đây là các cái Sa Pa, đó là các cái thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh hay là các thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn, mà các anh chị có thể sử dụng đường khí dung, đường khí dung phối hợp. Nếu không đáp ứng chúng ta sẽ sử dụng đường toàn thân, đó là chích tĩnh mạch hoặc truyền tĩnh mạch cho những cái tình huống mà có co thắt phế quản. Khi mà histamine gắn với H1 receptor tại tế bào cơ trơn của thành khí phế quản, nó có thể gây co thắt phế quản dữ dội và bệnh nhân sẽ có co thắt phế quản trên lâm sàng, biểu hiện bằng khó thở dữ dội và có ran rít và ran ngái khi nghe phổi. Đó thì các cái thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn như là Sa-pa, như là Sa-ma sẽ được sử dụng. Các thuốc khác ví dụ ức chế miễn dịch như corticoid, kháng histamine, rồi kháng H2 sẽ được sử dụng ở đây, nhưng nên nhớ là corticoid rồi kháng histamine H1 rồi kháng H2 nó sẽ không có giá trị trong giai đoạn cấp. Được chưa? Tại sao mà nó không có giá trị trong giai đoạn cấp, các anh chị có hiểu không? Tại sao? Và vì như thế các thuốc này có thể sẽ không có cần phải chích như adrenaline. Để giờ nói với sốc phản vệ thì adrenaline bắt buộc là cái thuốc đầu tay mà các anh chị phải có để sử dụng ngay. Được chưa? Còn nếu có luôn corticoid rồi kháng histamine, anh chị có thể sử dụng luôn. Nhưng nếu lỡ không có thì không sao cả, bởi vì nó không có giá trị trong giai đoạn cấp. Và câu hỏi đây là tại sao nó không có giá trị trong giai đoạn cấp? Vậy đó là vì không có giá trị trong giai đoạn cấp nên các anh chị có thể trì hoãn một chút, có nghĩa là đi lấy đi rồi đến chích, hoặc là chạy đến khoa khác mượn đi rồi đi đến đây rồi tới mình chích. Được chưa? Nhưng các anh chị phải nhớ rằng là corticoid đó, rồi kháng histamine đó, nó có mặt trong hộp chống sốc của mình. Tôi nhắc lại, corticoid và kháng histamine nó có mặt trong hộp thuốc chống sốc của mình. Một cái điểm khác thứ ba của thông tư 51 so với thông tư 08 đó chính là có thuốc kháng histamine loại chích trong hộp chống sốc theo thông tư 51, còn thông tư 08 hộp chống sốc không có thuốc kháng histamine. Được chưa? Đó là cái khác biệt thứ ba. Đó. Các điều trị phối hợp mà các anh chị có thể thực hiện nè, nếu mà dị nguyên xâm nhập qua đường tiêu hóa hay là dị nguyên vào cơ thể qua đường tiêu hóa thì có thể cho uống than hoạt và sorbitol, rồi băng ép phía trên chỗ tim hoặc là đường vào của nọc độc. Một số trường hợp đặc biệt adrenaline nó sẽ mất tác dụng nếu các anh chị, nếu bệnh nhân, nhưng phải nếu các anh chị, nếu bệnh nhân
có đang được điều trị bằng các thuốc ức chế beta. Đó. Rồi nếu sử dụng adrenaline á, thì phải rất là thận trọng đối với những cái đối tượng có bệnh lý tim mạch, đặc biệt là có bệnh mạch vành hay là thiếu máu cục bộ cơ tim, hoặc nhồi máu cơ tim cũ, hoặc là các cái bệnh nhân có bệnh mạch vành đang được đặt stent chẳng hạn. Rồi các anh chị sẽ thấy nè, đây là sơ đồ trong chẩn đoán và xử trí, được chưa? Trong thông tư 51/2017 và sơ đồ này phù hợp chống sốc. Anh chị thấy nếu ở mức độ nặng và mức độ nguy kịch thì rõ ràng thở oxy lưu lượng cao hơn so với mức độ nhẹ, và adrenaline sẽ có mặt ở mức độ nặng trở lên. Còn nếu mức độ không nặng thì thở oxy cũng ít hơn, rồi corticoid, rồi kháng histamine, nhưng không có adrenaline. Thấy chưa? Ở mức độ nhẹ thì cũng dễ hiểu thôi, ở mức độ nhẹ thì huyết áp bình thường mà, hoặc huyết áp tăng nữa kìa, thấy chưa? Tôi đi vào mục tiêu cuối cùng, đó là các anh chị nêu các cái biện pháp dự phòng. Rồi các biện pháp dự phòng của mình cũng có nhiều điều mà lý thuyết tôi trình bày cho các anh chị trong bài giảng á, có nhiều điều lắm. Đại loại là khi thăm khám á, thì các anh chị phải nắm rõ các cái chỉ định rồi chống chỉ định, những tác dụng không mong muốn của thuốc, thầy thuốc buộc phải nắm rõ, được chưa, khi mà kê đơn. Rồi thực hiện test lấy da, thực hiện test lấy da nhưng mở ngoặc đơn là điều kiện Việt Nam thôi, còn thế giới ta đã không làm nữa rồi, bởi vì một cái yếu tố nguy cơ mà tôi đã trình bày cho các anh chị đó, đó chính là liều lượng của dị nguyên không biết trước được, dù là liều rất nhỏ cũng có thể gây nên phản vệ, được chưa. Rồi chuẩn bị tủ thuốc hoặc là hộp chống sốc đầy đủ, được chưa, và phải luôn kiểm tra hạn dùng của các cái thuốc men này, rồi đo huyết áp thường xuyên nếu mà theo dõi bệnh nhân khi sử dụng thuốc, rồi đo huyết áp thường xuyên nếu mà bệnh nhân này rơi vào tình trạng sốc chẳng hạn. Và một cái điều chú ý nữa nè, ở cái slide cuối cùng, xin lỗi, ở cái hình cuối cùng bên tay phải của các anh chị nè, góc cuối bên phải, đó là gì? Đưa bệnh nhân lên xe cấp cứu rồi thì các anh chị hiểu là sao? Bệnh nhân đứt bóng rồi tiễn, đúng không? Có thể, được chưa? Hoặc là nếu bệnh nhân thoát sốc rồi thì làm sao? Nếu bệnh nhân thoát sốc rồi thì chuyển lên tuyến trên được không? Được, được chưa? Nếu bệnh nhân thoát sốc rồi anh chị có thể chuyển lên tuyến trên. Chuyển lên tuyến trên để làm cái gì? Đây nè, bởi vì pha muộn có thể xảy ra. Được chưa? Pha muộn có thể xảy ra và vai trò của các cái mediator không còn là của histamine nữa, mà là của các sản phẩm chuyển hóa axit arachidonic. Đó. Bởi vì có thể là sốc phản vệ một pha, nhưng ai mà biết được sốc phản vệ của bệnh nhân có thể diễn tiến sang pha thứ hai nữa. Mà tôi nói pha thứ hai có thể kéo dài sang pha thứ nhất từ 24 thậm chí là đến 36 giờ, một ngày đến một ngày rưỡi nữa. Nên nếu mà cơ sở y tế, nếu mà năng lực của thầy thuốc mà không đủ thì có thể chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để theo dõi tiếp khi bệnh nhân thoát sốc, được chưa? Hoặc là nếu các anh chị có đủ năng lực, các anh chị có kinh nghiệm, rồi khoa bệnh phòng cũng có đủ các thuốc men trang thiết bị hỗ trợ, thì hoàn toàn có thể giữ bệnh nhân lại để theo dõi tiếp và ít nhất là đến một ngày rưỡi, được chưa? Ít nhất là đến 36 38 tiếng, yên tâm là không có sốc tái diễn thì mới cho bệnh nhân về, được chưa? Bởi vì ai mà biết được sốc phản vệ trên bệnh nhân này diễn tiến một pha hay hai pha. Một cái nghiên cứu nhỏ cuối bài nữa để cho các anh chị thấy nè, khi khảo sát về tiền sử dị ứng ở các bệnh nhân phản vệ nói chung, thì người ta thấy rằng người ta ở đây là Bạch Mai, được chưa? Tại bệnh viện Bạch Mai, một cái nghiên cứu nho nhỏ về vấn đề tiền sử dị ứng trên các cái đối tượng bệnh nhân có phản vệ, thì thấy rằng là 85% bệnh nhân phản vệ hoàn toàn không có tiền sử diễn đó. Thì rõ ràng con số này nó nói lên điều gì ạ? À? Nếu khai thác được tiền sử diễn không có, cũng đừng nên chủ quan, người dơ không bao giờ có trạng thái tâm lý là chủ quan để rồi phải khóc hận. Test lấy da thì thế giới không làm nữa, người ta đang nghi ngờ về giá trị như thế nào, rồi kỹ thuật làm như thế nào, rồi cái khả năng, cái trình độ đọc kết quả của cái người đọc như thế nào nữa, nó có nhiều yếu tố nhiễu, do đó thế giới người ta đã không làm nữa rồi. Tỷ lệ tử vong nói chung
ở các tài liệu nước ngoài là dưới 1%, dưới 1% tỷ lệ tử vong nói chung. Rồi nhân viên y tế phải có khả năng tham gia cấp cứu, đặc biệt là cấp cứu ban đầu. Nó liên quan chỗ này là nó gợi ý để anh chị trả lời là nếu điều dưỡng là đối tượng phát hiện sốc phản vệ đầu tiên, và nhiều nghiên cứu cho thấy là 95% điều dưỡng là cái người mà phát hiện ra sốc phản vệ đầu tiên, thì tôi hỏi các anh chị là suy nghĩ gì đó, thì đây chính là câu trả lời. Rõ ràng là vì đối tượng điều dưỡng là những nhân viên y tế đầu tiên phát hiện ra sốc phản vệ, nên phải tổ chức tập huấn cho những đối tượng này nắm những cái điểm chính trong chẩn đoán, những cái điểm chính trong xử trí bây giờ, để lập tức họ chẩn đoán được và họ xử trí ngay lập tức. Tất nhiên là xử trí và phải gọi thầy thuốc bây giờ đó, thì trong điều kiện mà cấp bách như thế thầy thuốc chưa tới kịp thì điều dưỡng phải là những cái nhân viên y tế có khả năng chẩn đoán để tiến hành cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân. Đó chính là câu trả lời. Phải tập huấn cho đối tượng điều dưỡng cái gì. Tất nhiên là vấn đề kiến thức sẽ không phải là những cái khái niệm chi li chi tiết, rồi những cái cơ chế bệnh sinh rất là chi tiết, nào là phóng thích mediator như thế nào, nào là sự biệt hóa của lympho B thành tương bào vân vân, không cần thiết được chưa, mà sẽ là những cái điểm chính trong chẩn đoán và trong xử trí đó. Rồi một điểm nữa trong điều trị sốc phản vệ đó chính là tủ thuốc cấp cứu phải luôn thường trực, phải thường xuyên kiểm tra được chưa. Rồi những cái thiết bị theo dõi bệnh nhân tối thiểu phải có, đó là oxymed, rồi máy đo huyết áp, rồi điện tim đó, vân vân. Đó đó là cái những cái điểm chính mà tôi có thể cập nhật cho các anh chị thêm đó, ngoài những cái vấn đề của thông tư 51/2017. Và một cái điểm cập nhật nữa cho các anh chị mà tôi cũng đã vừa trình bày đó, đó chính là adrenaline. Thì tôi nói adrenaline như thế nào? Adrenaline sẽ được sử dụng đầu tiên ở đường tim bắp để giờ đó, nhưng đối với đường tim tĩnh mạch và đường truyền tĩnh mạch liên tục, adrenaline có sử dụng được không? Được. Câu trả lời sẽ là được cho những tình huống tụt huyết áp nặng. Đó. Nhưng cái gì hồi nãy có nói, nhưng nếu anh chị không phải là thầy thuốc chuyên khoa, anh chị không làm cấp cứu và hồi sức chuyên nghiệp, các anh chị năng lực chưa đủ kinh nghiệm, hoặc thứ ba là bệnh phòng không đủ điều kiện trang thiết bị vật chất để cấp cứu, thì adrenaline chỉ vẫn sử dụng được tim bắp mà thôi. Thế giới người ta đã đi trước rất nhiều rồi. Mãi cho đến năm 2017 nhé, thông tư 51 ra đời, nhưng mà chính thức có hiệu lực vào tháng 2 năm 2018 á, thì adrenaline nó mới được tiêm bắp. Còn nếu trước đây á, như thông tư 08 năm 99 á, thì adrenaline sẽ tiêm dưới da. Sơ đồ này cho thấy là các anh chị thấy nè, nghiên cứu này thực hiện năm 98 á, đồ thị phía trên, đồ thị giữa là huyết áp tâm trương, đồ thị dưới là tần số tim, được chưa? Đó thì thấy rằng là dòm theo trục vành là thời gian, được chưa? Thì thấy rằng là trong những giây phút đầu thì huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và tần số tim rõ ràng chị thấy không, nó đều cao nhọn hết, nó đều gia tăng vượt bậc, và cái điều này là cái điều tốt mà chúng ta các thầy thuốc lâm sàng đều mong muốn. Bên tay trái nếu sử dụng adrenaline tiêm dưới da thì các anh chị thấy huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, rồi tần số tim rõ ràng trong những giây phút đầu, thấy chưa, dao động rồi nó cũng sẽ tăng lên thôi, nhưng cái chuyện rồi sau đó chúng ta không mong muốn ngay lập tức, mà chúng ta mong muốn ngay lập tức là những phút giây cấp cứu đầu thì huyết áp nó phải nâng lên được. Đó đó là cái chuyện mà chúng ta mong muốn. Do đó rõ ràng là so với đường tiêm dưới da thì đường tiêm bắp có những lợi ích rõ rệt như thế, và thế giới ta đã tiêm bắp từ lâu rồi. Còn ở Việt Nam là đến tháng 2 năm 2018 khi chính thức thông tư 51 có hiệu lực thì các anh chị mới tiêm bắp.
Thấy chưa? Thôi thì dẫu muộn còn hơn không. Đó. Nên là hiện tại người ta ủng hộ quan điểm adrenaline đường tĩnh mạch hoặc truyền tĩnh mạch liên tục á, chỉ sử dụng cho các thầy thuốc chuyên khoa, rồi các thầy thuốc có kinh nghiệm và khoa phòng có đủ các trang thiết bị cấp cứu bệnh nhân. Rồi nội dung này tôi xin kết thúc ở đây. Anh chị có gì thắc mắc không? Gì thắc mắc? Đây là hợp chống sốc 2018 hay là hợp chống sốc theo thông tư 51 chính thức có hiệu lực năm 2018? Đó thì cái điểm khác biệt ở đây đó chính là điểm khác biệt thứ ba đó, đó chính là có sự hiện diện của thuốc kháng histamine ở mục số 7 trong hợp chống sốc. Rồi, điểm khác thứ tư nữa đó chính là cái mục số 2. Đó là số lượng bơm tim cũng nhiều hơn. Rồi điểm khác thứ năm nữa ở mục số 5 đó là số lượng adrenaline cũng nhiều hơn trong hợp chống sốc mới so với hợp chống sốc cũ. Đó đó là năm điểm khác biệt của thông tư 51 so với thông tư 08 năm 99. Rồi tôi xin kết thúc nội dung này ở đây, anh chị có gì thắc mắc tôi trả lời. Còn có gì hỏi không? Thầy cho em hỏi thầy luôn. Dạ, trường hợp mà nếu mà mình phát hiện nghi ngờ sốc, mình được đánh giá mức độ Mặt rồi cam á, lên cái nào, lý dân tâm hay lý dân tám? lý dân 8 thầy. Rồi mặt cam lên, Cam cũng bị. cam bị uống hết nước rồi hả? Dạ, cho em hỏi là cái adrenaline đó thì cái cho kinh nghiệm của thầy á, thì nếu mình xử trí á, thì Ok, ngay cảm ơn ngay vị Toàn. trí của tim á Rồi nó sẽ tốt hơn hay là vị Tám trí nói khác đi sẽ cho tốt? nghe, Dạ, anh Tám nói đi cho nghe. cái vị trí tim của adrenaline nữa thầy, nếu mà ngay cái vị trí mà đã tiêm thuốc trước á nó tốt hay là vị trí khác sẽ tốt hơn? Mức độ á thầy, theo kinh nghiệm của thầy á. Rồi mấy câu, mấy câu, Dạ, một câu à thầy. có một câu thôi hả? Dạ. Rồi tiếp bắp thì kiến thức kinh điển anh Tám đều thấy là tiêm bắp ở đâu, tiêm bắp ở đâu mà chẳng được, nhưng mà đối với trẻ nhỏ thì thường người ta sẽ tránh tiêm ở cơ delta, được chưa? Với lại thứ hai là ở trẻ nhỏ người ta sẽ tránh tiêm ở mông được, ví dụ ở trẻ nhỏ quá thì có thể tiêm ở cơ tứ đầu đùi, ở mặt trước đùi đó, được Dạ. chưa? Còn ở người lớn thì đâu cũng được, cơ delta rồi đùi rồi mông, bên phải bên trái đều được cả. Còn vị trí nào tùy thuộc vào vị trí nào đang thích hợp cho việc tiêm thì mình cho tiêm, ví dụ bệnh nhân đang nằm nghiêng sang trái thì tiêm bên phải, được chưa? Còn nếu lần trước tiêm ở đó, lần sau tiêm ở đó được, có được không? Được, chẳng sao cả, và nó cũng không ảnh hưởng gì tới PK/PD của thuốc cả, đó là dược động học của thuốc cả, được Và chưa? cái vị trí tiêm thuốc trước á, nó bị á, thì vị trí mình tiêm ba đi nữa tránh chỗ đó không? Tránh vị trí đó không? Không tránh, không liên quan gì cả, Dạ. mà cũng không biết ở đâu mà gọi là hy hữu lắm, mới là chích trùng lại cái đám thuốc mà nó đang ở cái chỗ cơ đó. Ví dụ đang tiêm bắp hoặc đang tiêm dưới da ở cái khu vực đó thì hy hữu lắm anh chị mới chọn trúng cái chỗ đó, Dạ được em chưa? cảm ơn. Bởi vì cái vùng mông hoặc cái vùng cơ delta nó rộng như thế mà. Dạ. Rồi nhưng mà lỡ có tiêm trúng cái chỗ cái ổ đó nó cũng chẳng sao cả. Dạ em cảm ơn thầy. Đây tôi trả lời theo kiến thức của tôi, còn thực tế về mặt hướng dẫn, về mặt khuyến cáo tiêm bắp như thế nào thì xin thưa với các anh chị rằng là không có hướng dẫn cụ thể cho vấn đề này. Đây là theo hướng dẫn của Bộ Y tế đó, không có hướng dẫn chi tiết cho vấn đề tiêm bắp. Do đó kỹ thuật tiêm bắp kinh điển điều dưỡng vẫn cứ áp dụng như cũ. Ví dụ vị trí, ví dụ cách tiêm đó, vẫn là những cái thủ thuật kinh điển. Dạ em cảm ơn thầy. Rồi vì là tiêm bắp nên không sao cả, nó cũng không giống như tiêm dưới da. Ví dụ nếu là tiêm dưới da thì đôi khi ở cái vùng mà anh chị không rõ ràng, như là cái cơ, vùng cơ delta chẳng hạn, thì có thể phải véo cái cơ delta lên để tiêm dưới da, tránh tiêm vào cơ, hoặc là cái vùng bụng thì có thể véo bụng lên để tiêm vào cơ, được chưa? Đó. Để tránh tiêm vào cơ, đó là tiêm dưới da. Còn tiêm bắp thì quá dễ rồi, anh chị chỉ cần là kim 90 độ đâm thẳng xuống mặt da thôi,
thì vị trí tim bắp người ta sẽ không tiêm ở mặt trước bụng. Rồi Tú Nguyễn hồi nãy có hỏi gì đó Tú Nguyễn? Dạ, em xin hòa, xin phép hỏi thầy một câu ạ. Dạ. Rồi xin mời. À, trong vấn đề hồi sức ngưng tim ngưng thở thầy, dạ, thì vấn đề sử dụng adrenaline á, thì em thấy là ngoài sử dụng đường tĩnh mạch á, thì em thấy là vẫn sử dụng trong vấn đề là bơm qua nội khí quản đó thầy, thì là em thấy là cũng hiệu quả trong khi bệnh nhân ngưng tim thở. Thì em xin thầy giải thích cơ chế là sử dụng adrenaline trong vấn đề bơm qua nội khí quản đó thầy. Dạ. Ồ, xin thưa là trong cái cấp cứu ngừng tuần hoàn đó nha, Dạ. thì cái sử dụng cái đường sử dụng adrenaline Dạ. theo các cái quan điểm chính thống đó là anh chị phải tim mạch Dạ. đó. Còn tôi đang nói là những cái tình huống quá khẩn cấp mà mạch Dạ. không có cái giống gì hết á, Dạ. thì trước đây á, người ta có thể tim thẳng vào cơ tim luôn Dạ. đó, tim thẳng adrenaline vào tim luôn Dạ. rồi pha loãng thì bơm qua ống nội khí quản đó, Dạ. thì không được đưa vào những cái hướng dẫn chính thống, đặc Dạ. biệt theo quan điểm từ phía Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, Dạ. thấy chưa đó, Dạ. mà ở đây là phải là tim tĩnh mạch thôi. Còn những tình Dạ. huống mà Dạ, thực tại vì là trong những trường khẩn cấp á, thì em thấy em chích adrenaline không hiệu quả, thì em có bơm qua nội khí quản thì nhưng bệnh nhân đó có hồi sức thì hiệu quả. Thì em xin hỏi ý kiến của thầy là cái cơ chế của bệnh nhân trong sử dụng adrenaline trong vấn đề bơm qua nội khí quản. Dạ. nó sẽ được hấp thu vào máu, cơ chế ở đây nó quá dễ hiểu đi, thì cái đường Dạ. đó vẫn được hấp thu vào máu nhưng tất Dạ. nhiên là không thể hấp thu nhanh bằng cách là bơm thẳng vào tĩnh mạch được, Dạ. được chưa? Những tình huống đó thì nó sẽ hấp thu vào máu chậm, do đó là nó sẽ không bằng như là tim tĩnh mạch. Nhưng nên Dạ nhớ là các cái đường dùng đó không được khuyến cáo một cách chính thống. dạ. Dạ. Rồi, Dạ em cảm ơn thầy ạ. Dạ. và tôi đã nói với các anh chị ở cấp cứu ngừng tuần hoàn nha, là một cái công việc của một ekip luôn, một người sẽ không làm được, và các cái chữ cái cấp cứu được viết tắt theo tiếng Anh là ABCD. Thì Dạ. ABCD về mặt lý thuyết tôi phải nói A tới B tới C tới D, hôm qua có nói đó, nhưng mà thực tế là các động tác này tiến hành song song với nhau, được chưa? Nhưng có một cái sơ đồ mà tôi lướt đi nhanh rồi, hôm qua các anh chị có để ý không, đó là sơ đồ cái động tác cấp cứu ngừng tuần hoàn của Hội Tim Mạch Mỹ, thì thậm chí người ta còn đề cao tới vai trò của bước C đó, đó là C rồi A tới B. Có nghĩa rằng là nếu đứng trên quan điểm của Hội Tim Mạch Mỹ á, và đặc biệt là các bệnh nhân có bệnh lý tim mạch nền, thì ép tim ngoài lồng ngực là động tác lập tức phải làm ngay. Dạ. Nhưng mà đó là các quan điểm của Hội Tim Mạch Mỹ. Dạ. Còn ở đây tôi đang nói với các anh chị là các động tác sẽ được tiến hành song song với nhau. Dạ Đó. dạ. Nhưng mà tình huống là bất khả kháng, những người khác chưa tới hỗ trợ kịp, nếu chỉ có một mình chúng ta thôi á, thì lập tức ép tim ngoài lồng ngực là động tác đầu tiên. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Dạ. Dạ vâng. Chiều nay học một nội dung ha, ngày mai học nữa ha. Chiều mai có lẽ học sớm hơn một chút cũng được, 1 giờ cũng được. Rồi Tú Nguyễn, Trần Văn Tùng, rồi xin mời, xin mời. Rồi xin mời anh Tùng. Hello, chào thầy ạ. Và xin chào anh. À, thầy ơi, ngày xưa em đi học đại học á, thì giáo sư Lựu nói là cái phản vệ này á, thì bản chất của sốc phản vệ đó là một cái khi mà là một phản ứng viêm, thì khi mà nó phản ứng Này, viêm nghe thì nó đây, nghe đây, nghe đây. Sốc phản vệ không phải là phản ứng viêm, được chưa?
Sốc phản vệ nó không phải là phản ứng viêm. Đây là một cái trạng thái miễn dịch thái quá và mất kiểm soát trong cơ thể. Tôi nhắc lại, hôm nay các anh chị học một cái nội dung sốc cụ thể đầu tiên đó là sốc phản vệ. Ngày mai tôi sẽ nói về sốc nhiễm trùng. Thì cơ chế bệnh sinh của hai bệnh lý sốc này á, nó có một cái đặc điểm đó là phản ứng miễn dịch trong cơ thể xảy ra một cách thái quá và mất kiểm soát, được chưa? Phản ứng miễn dịch ai cũng biết đây là điều tốt để giúp cơ thể chống lại các cái chất lạ. Để giờ các cái chất lạ ở trong sốc phản vệ tôi dùng từ là các chất lạ hay là các dị nguyên. Nhưng còn trong sốc nhiễm trùng á thì các cái chất lạ Không, không, em nói, em trình bày chưa xong mà nghe đây thầy. này, nghe đây này. Tại vì ngay từ ban đầu cái luận điểm nói là không đúng rồi nên tôi phải chỉnh ngay từ ban đầu. Thôi, thì tại vì khi Nghe mà nghe nghe hết đi. thầy nói là nó có hai hai Nghe vấn hết đề, đi, nghe một hết đi, nghe hết đi. dạ. Còn đối với sốc nhiễm trùng á thì phản ứng miễn dịch lại được kích hoạt bởi cái chất lạ đóng mở ngoặc kép hay là dị nguyên ở đây lại là vi sinh vật gây bệnh. Ví dụ vi khuẩn gram âm, vi khuẩn gram dương rồi nấm không chừng nữa. Đó, nên ở đây á, có chung một cái cơ chế là phản ứng miễn dịch chứ không phải là phản ứng viêm. Có hiểu chưa? Đây là phản ứng miễn dịch thái quá và mất kiểm soát. Và tôi nói hồi nãy có hai tình huống. Một là có liên quan tới đáp ứng miễn dịch, đó là dị nguyên kết hợp với IgE là cơ chế bệnh sinh của sốc phản vệ. Và thứ hai không có liên quan tới đáp ứng miễn dịch, đó là liên quan tới cơ chế của sốc giống hệt luôn, đó là sốc dạng phản vệ. Đó là về mặt lý thuyết phân biệt rõ ràng. Còn về mặt thực tế lâm sàng là không phân biệt. Được chưa? Mà tôi đã lý giải cho các anh chị thấy á, bởi vì phản ứng miễn dịch nói về mặt lý thuyết như thế nhưng mà thực tế lâm sàng không thể đo đong đếm cân nó được. Do đó thực tế về mặt lâm sàng là gần như là thống nhất, gọi là nhập chung luôn cả hai hình thức sốc này. Bởi vì chẩn đoán, xử trí rồi các cái vấn đề linh tinh khác như là tiên lượng, như là dự phòng là giống hệt nhau. Có phải anh đang nói về vấn đề cơ chế miễn dịch và không có cơ chế miễn dịch hay không? Không, ý thầy nói là cái khi mà mình xử trí cái sốc phản vệ này này, mình phải làm cái hai cái phản ứng nhanh. Một là khi mà nó tiết ra histamine, bradykinin và một số chất giãn mạch á, thì nó làm cho giãn mạch và tụt áp suất. Thì thầy nói nếu như mà muốn cấp cứu được bệnh nhân nó chỉ có hai vấn đề. Một là mình sử dụng adrenaline để nó co mạch lại. Cái thứ hai là mình phải sử dụng corticoid á, để cắt đứt cái quá trình viêm. Nhưng mà hồi nãy thì không thấy những thầy nhấn mạnh về cái vấn đề sử dụng corticoid. Thì muốn hỏi thầy là cái vấn đề mà Lại nghe đây sử này, tôi có dụng nói là corticoid. cắt đứt phản ứng viêm mà nào đâu, tại sao mà không nghe gì hết vậy ha? Tôi đã nói là phản ứng miễn dịch, corticoid là chất ức chế miễn dịch. Ở đây tôi không đề cập tới là chất ức chế phản ứng viêm, mặc dù là nó cũng có tác dụng là chống viêm, nhưng ở đây tôi đang nói là ức chế miễn dịch. Nãy giờ tôi nói chữ chống viêm hồi nào mà cứ hỏi là chống viêm, Dạ và thì tôi nói em là nhờ phản thầy ứng trình này bày. không có vai trò trong phản ứng cấp. Rồi mà tại sao như thế thì có trả lời được không? Cứ nói phản ứng viêm hoài luôn, đã nói là phản ứng viêm hồi nào, ý là đang hỏi như vậy đúng không? Không thì em muốn hỏi thầy là thầy nhấn mạnh thêm về cái vấn đề mà cái cắt đứt cái quá trình miễn dịch thì thầy như thế nào á? Như vậy theo anh thì ức chế miễn dịch có nghĩa là sao? Chuyện này mà cũng hỏi nữa, phản ứng miễn dịch là cái gì? Và nếu là cơ chế ức chế miễn dịch thì nó là sao? Mà còn phải hỏi nữa. Phản ứng miễn dịch là cái gì? Một cái đặc điểm đặc trưng rất quan trọng của phản ứng miễn dịch đó là sự kết hợp của kháng nguyên và kháng thể. Mà ở đó mà hỏi nữa, vậy thì ức chế miễn dịch của corticoid ở đây là cái gì? Là không cho dị nguyên kết hợp với kháng thể. Vậy thì câu trả lời luôn rồi đó. Nếu mà corticoid cho vào thì nó không cho dị nguyên kết hợp với kháng thể. Nhưng sao? Nhưng mà khi mà triệu chứng đã xảy ra thì dị nguyên và kháng thể nó đã kết hợp rồi. Đó là lý do tại sao mà không có giai đoạn không được, không sử dụng trong giai đoạn cấp vẫn được. Như vậy, kháng histamine không có vai trò lắm trong giai đoạn cấp. Chủ yếu là ngăn không cho histamine gắn vào thụ thể tiếp nhận của nó tại mô đích. Là tại sao?
Tại vì triệu chứng xảy ra thì histamine nó đã gắn vào thụ thể tiếp nhận của nó tại mô đích rồi, hiểu chưa? Và tôi nhấn mạnh lại là không hề đề cập tới phản ứng viêm gì ở đây cả, có hiểu chưa? Dạ dạ. Mà cứ nói viêm 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 hoài, tôi đã nói hồi nào đâu mà. Bây giờ là ghi rồi đó ha. Bây giờ là bài giảng bài nói đã được ghi lại rồi đó. Đó là bằng chứng đó. Nên là nói linh tinh. Mới vừa nghe xong là hỏi lại là thấy nói tào lao rồi đó. Rồi có gì thắc mắc nữa không? Rồi em cảm ơn thầy. Dạ. Rồi xin cảm ơn. Có gì thắc mắc nữa không? Rồi xin mời Nguyệt Nga. Thầy ơi, hồi nãy thầy có nói là sử dụng adrenaline nó mất tác dụng với những người mà đã sử dụng thuốc, đang sử dụng thuốc ức chế beta, hoặc là một số người có bệnh tim mạch đó, mình có thể thay thế khác. Nghe đây, nghe đây. Mở đầu câu hỏi á, đừng bao giờ là thầy nói như thế. Tôi nói như thế là tôi đang truyền tải nội dung của kiến thức đến cho các anh chị. Do đó là nếu hỏi một cách lịch sự, người ta sẽ hỏi là theo thầy thì tại sao lại như thế, chứ không phải là theo tôi nói. Dẫu biết rằng là tôi nói như thế đó, nhưng mà tôi nói đây là tôi đang truyền tải kiến thức chứ không phải là theo tôi, có hiểu không? Hỏi mà cứ theo thầy nói như vậy có nghĩa là tôi chế ra tôi nói hả hay sao? Đó, tôi chấn chỉnh lại cái cách hỏi của mấy người nha. Tại sao là như thế chứ không phải là theo thầy nói. Vừa rồi là một cái câu mà hỏi mà tam sao thất bản rất rõ rệt luôn. Rồi bây giờ theo thầy nói nữa, mà là theo bài giảng, có hiểu chưa? Rồi hỏi lại đi. Dạ, theo bài giảng thì cái adrenaline là khi mà sử dụng, có người đang sử dụng ức chế beta nó mất tác dụng của thuốc, với một số người có bệnh tim mạch thì mình có thể thay thế thuốc khác không? Tại Việt Nam có 4 loại thuốc vận mạch, và tùy vào cái chỉ định thuốc vận mạch như thế nào mà chúng ta sẽ lựa chọn thuốc vận mạch tương ứng. Thì ở đây chỉ định của adrenaline là một cái thuốc sử dụng cho sốc phản vệ và không có thay thế. Do đó các loại thuốc vận mạch khác, ví dụ noradrenaline, dobutamine, dopamine sẽ không thể thay thế được adrenaline. Và chị yên tâm rằng cho dù là chị công tác ở tuyến xã thì cái hộp chống sốc nó cũng có 5 ống adrenaline. Và cái hộp chống sốc có 5 adrenaline thì một bệnh nhân người lớn á, nếu chích một lần nửa ống thì có thể chích đến 10 lần. Và tất nhiên là phải nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế lớn hơn. Nếu mà chích gần hết adrenaline rồi mà huyết áp vẫn không có. Đó. Nên là yên tâm là tại hộp chống sốc á, có 5 ống adrenaline, và cái hộp chống sốc này trang bị tận xã phường luôn. Đó là cái hộp chống sốc bắt buộc phải có. Rồi sao nữa? Dạ em cảm ơn thầy. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Trí Phan. Rồi xin chào. Thầy, chào thầy ạ. Thầy cho em hỏi, mình xài adrenaline đó thầy, thì mình chích, chúng mình mới đưa viên thuốc vào thì khoảng 30 phút một giờ thì ráng nó lên, nhưng mà ở giai đoạn sau đó thì mình có nên duy trì thuốc vận mạch tiếp tục không thầy? Chẳng hạn như mình duy trì dobutamine hoặc dopamine gì đó để mà duy trì huyết áp. Ở đây tôi đang nói chung, nếu theo các anh chị sử dụng đường tiêm bắp là cái đường tiêm phổ biến chung. Yeah. Đó thì sau cái lần tiêm bắp thứ nhất á, thì thông thường á, tiêm cách quản có nhiều tài liệu nói hơi trên lệch về giờ giấc tiêm một chút, ví dụ sau 2 đến 4 phút hoặc là sau 3 đến 5 phút thì có thể lặp lại một lần thứ hai nữa, thậm chí là lặp lại lần thứ N luôn cho đến khi nào có huyết áp thì mới thôi. Được chưa? Nhưng nếu ở tuyến trên á, nếu huyết áp tụt nặng quá, chúng tôi có thể sử dụng ngay lập tức adrenaline đường truyền tĩnh mạch liên tục luôn. Thì tất nhiên là nếu mà để tính chính xác được liều lượng á, thì chúng tôi buộc phải truyền qua bơm tim điện. Và nếu truyền qua một chai muối 500 rồi nhỏ 10 giọt 20 giọt á, thì cái liều lượng của thuốc vận mạch sẽ tính không chính xác. Đó, do đó nếu sử dụng đường tĩnh mạch nó đòi hỏi trang thiết bị dụng cụ y tế của khoa phòng là như thế đó, nó cần phải có bơm tim điện,
Đó, còn nếu ở tuyến dưới các anh chị không có bơm tim điện thì truyền qua cái chai muối rồi nhỏ giọt tĩnh mạch đó, không tính chính xác được liều lượng. Đó, do đó là nếu ở đường tim bấp á, nói chung thì sau 2 phút, sau 3 phút, sau 4 phút hoặc sau 5 phút cũng tùy trên lời tài liệu nói, anh chị có thể lặp lại và lặp lại cho đến khi có huyết áp thì thôi. Và tất nhiên trong thời gian mình tim bấp lặp lại á, nếu mà các anh chị khám, các anh chị nhận định vấn đề hoàn toàn cái này có thể hồi phục hoặc là thấy nặng quá thì lập tức chuyển ngay bệnh nhân đi, và tất nhiên là trên đường chuyển vẫn tiếp tục tiêm bắp adrenaline. Được chưa? Dạ, tại vì em làm ở Phú Quốc cái thầy, em làm trung tâm tế Sao huyện ở ạ? Phú Quốc, cũng là Tôi Phú nghe Quốc không thầy. rõ. Dạ, em làm ở Phú Quốc cái thầy, thành ra là cái trường cái khả năng chuyển bệnh của tụi em đi rất là khó khăn, nên là thường là tưởng ICU tụi em là tụi em cũng hồi sức để như là xài để nó đi xong, thì sau khi đem xài nhiều rồi tới giai đoạn mà huyết áp nó bắt đầu ổn định rồi, nó cứ chích vô thì huyết áp lại lên cao, thì em hỏi là khi đó có nên duy trì cái đưa cái dobutamine được rồi dobutamine ở giai đoạn sau không thầy? Không có khuyến cáo về con số huyết áp tối ưu cho bệnh nhân. Thì nếu bệnh nhân mà may mắn mà anh khai thác được là bệnh nhân biết được huyết áp bình thường của mình, ví dụ huyết áp bình thường của tôi nó khoảng 11, 12 bác sĩ ơi. Đó thì khi mà huyết áp đạt được, nói chung là cái mức an toàn là chính đối với huyết áp tâm thu. 90 mấy thủy ngân đối với huyết áp tâm thu là cái mức an toàn rồi. Nếu anh đưa lên được huyết áp bình thường mà bệnh nhân nói với mình á, may mắn là mình biết, bệnh nhân biết thì tốt và giữ ở cái mức đó thôi. Còn nếu không biết thì sao? Thì tất nhiên là về mặt lý thuyết huyết áp tối đa được 9 mm thủy ngân, à 90 mm thủy ngân là tốt rồi, là có thể yên tâm là duy trì liều hoặc là giảm liều. Cái chỗ này á, nó lại thuộc một cái phạm trù khác nữa, đó là phạm trù kinh nghiệm mà về mặt lý thuyết không có hướng dẫn cụ thể. Được chưa? Có nghĩa là vấn đề thăm khám, vấn đề nhận định của bản thân thầy thuốc lâm sàng như thế nào mà để đưa ra một cái ý định là duy trì hay giảm liều hoặc là ngừng thuốc vận mạch, đó thì nó lại thuộc một cái phạm trù khác nữa, đó là phạm trù kinh nghiệm. Do đó tôi sẽ không có trả lời cho anh một cách rõ ràng được là phải giảm liều hay là phải duy trì liều hay là phải ngừng thuốc vận mạch, mà hoàn toàn ba tình huống: giảm liều vẫn được, ngừng thuốc vận mạch luôn vẫn được, hoặc là duy trì liều thuốc vận mạch này tiếp tục vẫn được. Rồi có đồng ý không? Dạ, cảm ơn Nó đại phải phụ thuộc vào tình huống lâm sàng cụ thể và sự nhận định của mình nữa. cảm ơn đại. Dạ vâng. Rồi có hỏi nữa không? Nên là lựa lời mà hỏi cho vừa lòng nhau nghe chưa? Đừng có theo thầy nói, đừng có theo tôi nói, rồi đừng có là tam sao thất bản. Hỏi cái gì cũng được hết á, nhưng mà hỏi như thế nào cho nó hợp lý thì hỏi. Còn vấn đề gì hỏi cũng được cả. Rồi có hỏi gì nữa không? Lê Hữu Nhân đâu rồi? Có hỏi không? Dạ em nghe thầy ơi, em không hỏi gì thầy. Rồi. Anh chị có thắc mắc gì nữa không? Tôi còn 4 nội dung lý thuyết nữa. Tôi còn 4 nội dung lý thuyết nữa nha. Là sẽ kết thúc cái phần lý thuyết của chứng chỉ hồi sức cấp cứu cho cao học chuyên khoa 1 nội trú nội. Tôi còn 4 nội dung nữa. Những cái nội dung khác á, các anh chị vui lòng liên hệ với các cán bộ giảng khác nha, để cố gắng hoàn tất các cái nội dung lý thuyết càng sớm càng tốt. Còn những vấn đề thực hành lâm sàng á, thì là tính sau thôi. À, có thể cho tụi em xin tài liệu để đọc chứ được không ạ? À? Được rồi, tôi sẽ in tài liệu cho mọi người. Nhưng mà mọi người có thể không đang ở Cần Thơ nữa, hơi khó nữa. Tài liệu thì tôi sẽ đưa, thường là nội trú ở đây nó có nè. Tôi sẽ đưa nó cho nội trú có mặt ở đây nè. Rồi các anh Dạ, chị nhìn có thể gửi photo rồi qua chuyển cho mail. nhau. Tại vì nội trú nó đang đi ở đây. Do đó là các em nội trú có thể tôi sẽ đưa tài liệu cho các em nội trú trước. Được chưa? Hôm nay là một cái vấn đề cũng không mới nữa. Đó, nhưng mà ngoài cái chuyện vấn đề
mà các anh chị được hướng dẫn ở một cái khía cạnh khác, đó là khía cạnh cấp cứu và hồi sức tích cực. Được chưa? Nội dung này hoàn toàn các chị cũng có thể nghe một cái người nội khoa thuần túy nói. Được chưa? Một cái nhà ngoại khoa vẫn có thể nói được. Một cái nhà sinh lý học, một cái nhà sinh lý bệnh học vẫn có thể nói được. Nhưng ở đây tôi đang nói trên khía cạnh một cái người làm công tác cấp cứu và hồi sức chuyên nghiệp. Rồi các anh chị có thắc mắc gì không? Còn gì hỏi nữa không? Hôm nay là một nội dung lý thuyết nữa nha. Còn bốn nội dung nữa thì từ từ sẽ học. Ngày mai có thể học sớm một lượt hai nội dung lý thuyết vẫn được. Rồi có gì nữa không? Vậy thôi xin chào các anh chị nha. Chúc một buổi chiều vui vẻ. Dạ cảm ơn thầy. Và chào tạm biệt.